đêm thánh. Niềm hy vọng của nhân loại qua bao ngàn năm đã được thực hiện. Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã từng nói, nhân loại đang tìm kiếm những dấu chỉ của hy vọng. Nguồn hy vọng của chúng ta ở trong Chúa. Dấu chỉ về lòng bác ái trong Đức Kitô là một dấu chỉ mang lại niềm hy vọng. Người nào sống và chết cho niềm hy vọng, đó là người biết chia sẻ quà tặng sự sống đã được lãnh nhận nơi Chúa. Sự sống nơi Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta tới việc đồng cảm, sẻ chia với những phận người khổ đau, đói nghèo và nhỏ bé trong đời. Đêm sự sống sẽ nối dài vô tận khi mỗi người tự hóa thân thành những hài nhi Giê-xu, biết nhìn tha nhân với ánh mắt thương mến, biết mở rộng con tim vì sự sống và nhân phẩm của anh chị em. Xin khởi đi từ lời ngợi ca người đã đến với anh em và chung lời reo vang đêm nay bừng sáng với ca đoàn tổng hợp, ban hợp xướng Bio 10, ca đoàn Hồng Ân trung tâm mục vụ giáo phận, thiện chí giáo xứ phát diệm và một số ca đoàn hạt Phú Thọ và các ca đoàn La Vang, Legio Mary, Kitô Vua, giáo xứ Phú Hạnh, lĩnh xướng Trần Ngọc với phần điều khiển của ca trưởng Tiến Linh. Và giờ đây xin mời quý cộng đoàn cùng tiếp tục chương trình.